À, bây giờ ở Houston là 1 giờ khuya và giờ Cali là 11 giờ. Và ngày mai, tức là ngày tiễn biệt đến chia tay lần cuối vì cái mùa đại dịch mà Huy không có qua Cali để tiễn đưa lần cuối được. Và hôm nay là nhận được một bài thơ do anh Billy Chan là anh của Huy đã gửi cho Huy với tựa đề là Nhỏ Xưa. Một người bạn của Billy đã viết cái bài thơ này cũng như thay lời muốn nói giúp cho chị Phương Loan đưa tiễn anh chia tay vào ngày mai ngày cuối. Thì Huy sẽ xin phép phổ nhạc cái bài thơ này, nó cũng tương tự như bài Nhỏ ơi mà anh chia tay đã được mọi người khắp nơi đón nhận. Để Huy hát thử. Dạ, thank lần này cho nhỏ anh đã về nơi đâu, sao không chờ đợi nhỏ anh vội bước qua mau. Bên kia bờ cát trắng quê hương mình còn đây, bên đây nhỏ thầm lặng đôi mắt nhỏ ngày đi mình nhỏ tiền ngày về bao người đưa anh đi vào miên viện tình nhỏ nặng hơn xưa giờ đây còn mình nhỏ đọc kinh cầu sớm trưa thiên đường đang mở đón anh về nhỏ xưa.